Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại là mình đang ở địa chỉ 233 Trần Quý, phường 4, quận 11 nha các bạn. Hôm nay thứ hai đầu tuần mình đang làm video chia sẻ cho các bạn về cái món bún Thái của chị Mười các bạn. Chị Mười 7 ngày 8 món các bạn. Hôm nay đầu tuần làm bún Thái luôn. Chị Mười mở cửa ra tầm khoảng 11 giờ rưỡi, 12 giờ tháng thứ 4 giờ chiều nha các bạn. Thì giá thì 30k một con nha các bạn. Đây là loại nước sốt này các bạn thấy rất là hấp dẫn luôn. Cắt là ngồi bên hẻm rất là mát luôn các bạn. Còn không thì các bạn có thể ngồi nha. Trong tô bún Thái mình thấy gồm có tôm các bạn, rồi chả cá luôn, rồi rau nha các bạn. Có hai lượng giá và nóng nha luôn. Chị Mười là 7 ngày 7 món nha các bạn. Để cho các bạn đánh án thì các bạn cứ đến mỗi ngày. Mỗi ngày thì sẽ có một món mới cho các bạn luôn. Bán từ 11 giờ rưỡi 12 giờ bán tới 4 5 giờ chiều nha các bạn. Đây đúng cái mì gói này, sao mì gói con? Mì gói. Số 1 chưa có gì hết nè. Số 1 luôn nè. Rồi cảm ơn Dũng. Rồi hai hộp đi. Cảm ơn. Nước đang sôi mình trụng dao cái màu lên đẹp ghê ha. Nó vừa giòn nó vừa xanh nó đẹp. Ngày mai mình bán món gì chị Mười? Bán bánh canh cua ha. Mai món ruột của chị Mười nha các bạn. Bánh canh cua. Dạ. Bắt tới luôn. Dạo nhiều chứ. Rau thì tươi xanh, còn cái màu thì cái màu đỏ rất là đẹp luôn. Cà chua rồi nhìn bắt mắt, rất là thơm luôn các bạn. Ngày sáng mình chuẩn bị đồ sớm đó chị.
sáng dậy sớm là mình chuẩn bị đồ. Dạ. Cắt luôn. Mua phạt. Nó nhảy. Nó còn sống nó nhảy nha. Thì mời rất là vui các bạn. Trời đấy. Đang bán logo nhưng mà tao tốt thì cũng tấu hài vui đó. Ôi, ơi, mừng ơi. Cắt luôn. Nay chắc chị Chính cũng nghỉ sao nãy đi nghe không thấy. Đúng rồi, Chính nghỉ, còn ở nhà dọn dẹp đồ. Dạ. Ừ. Chính nhà nghỉ. Rau cá gì mà rụng chá, rau cá liền. Chờ mời chút xíu, lả tay. Không ngon lấy tiền đó các bạn, bao ngon bao bổ bao rẻ luôn, bao bà chủ dễ thương luôn, vui vẻ luôn. Mình bán cái câu này mình biết tiếng Hoa không chị mời? Ham ngu quá. Nhưng mà biết tiếng Anh, hồi nãy giờ em nghe nói toàn ok không đó. Ok ok là tiếng Anh đó. Ngu quá không biết tiếng Hoa, uổng quá à. À, chị mời rất là vui luôn các bạn. À, đẹp quá. Thật vui cảm ơn các bạn. Cũng phải chờ cho mình về các bạn. Thôi, anh ra tay luôn. Ôi, khách tới luôn. Ừ, đi Thái mình ơi. Cái đồ này mình đi Thái đây chứ đồ lại Việt Nam. Đâu trộn, đồ đầy đủ. Rồi, ok, đúng rồi. Khách tới luôn. Rồi, anh Trang không ớt kìa. Hai tô trong nhà, với một tô là ba tô, bốn khách ở ngoài. Trong nhà hai tô luôn. Hai người chưa tính tiền chưa chứ luôn. Hai tính rồi. Hai người mua vàng vào đây nè. Đâu mà nó tính tiền rồi, nó lấy tiền rồi. Còn số 4 này mà. Rồi, đây. Cho
giao trụng thêm cho chị ở trong. Có luôn mấy em ơi, chờ chị chút xíu. Cắt tới luôn. Mình đi Thái nha, muốn Thái luôn bạn kìa. Thái vào đây. Nay đi Thái ăn món Thái rồi. Chị gái. Dạ. Chị ơi, lấy giùm em. Mang tô tới luôn. Để, ở chuyện nhà cho mình luôn hai người. Mình lấy phần 72 thì anh lấy rồi. 97 nè. Một cái chấm không ớt hay con, một bánh chấm không ớt được gì. Ra một đấy. Mình không muốn không? Có 30 không? 30. 97 lấy không con? Có 21 nè, có 45 nè. Có đem cái chấm cho nó không dạ? Để cho bật đi. Cho bật đi, của em đem rồi. Rồi của mình 30 vợ ơi. Đây 30 nha. Mười gửi. Ừ à, cầm nha. Rồi. Cái này là không không gì. Đầy đủ chứ? Em coi không lấy gì. Em đầy đủ chứ hả? Không lấy ớt. Không lấy ớt thôi. Ờ. Giao thêm là có tính tiền không chị? Không. Giao thêm không có tính tiền luôn. Dạ bay hết rồi xin lỗi ơi. Sáng hả? Dạ.
điểm thôi. Để vô là đủ thôi. Tô trong nhà cho chị áo đỏ. Rồi làm một phần cho em mang về luôn. Em về cho mang hả? Nó mang nắng quá. Nắng quá. Rồi em đậu xe đằng kia nó không chạy lại, nó chỗ để xe của chị. 30 em. Hai phần luôn nha, làm em hai phần em về luôn. Về cho vợ ăn chung, thưởng thức. Dạ. Sài Gòn ít có chỗ bán bún thái lắm. Bún mắm rồi bún bò Huế rồi nhiều. Phần không giá không rau, hai phần bình thường. Rồi, cho em trai ngoài đường. Rồi làm cho khách trước đi, làm em sao? Chính xác là như vậy đó chứ. Khỏi nói cũng vậy rồi. Yeah. Ưu tiên cho khách trước. Không rồi, đi khách trước chứ. Cái nồi nước lèo. Wow, con bún nhanh kìa đó chứ, mới là mà nửa hàng rồi đó. Dạ. Yeah. Ừ. Giờ mấy giờ rồi? 1 giờ. Chắc trời đó chưa tới đâu. Mấy giờ hay mấy giờ? Quá cửa hàng rồi đó nha. À, bán nhận bóp luôn các bạn. Quá đủ khách 50% mà. Lai gai làm không kịp nghỉ luôn. Chị Mười ít đi đâu, thấy mấy chỗ này thôi. Dạ. Ừ, đúng rồi. Có khi khách là đi nhà không thấy chị Mười người ta không khé nữa. Dạ. À, mình lên đây có được. Do đang yêu, mình phải chụp hình lên đây có được. 90 không? Thấy cho anh 10 ngàn không? Đi nhà đó, bà 10 đâu rồi? Quen rồi, cũng là bà 10 đi. À, bà 10 đâu rồi? Đâu mà có trên này mà. Ừ, đó đồ ăn. Có bò, còn miếng là có nữa là bò thôi chứ còn đủ rồi đó. Có cá lát. Có cá. Có cá lát. Có bị gói không chị? Có luôn. Chờ một gói tô bún. Dạ, tô bún không lấy cho em mình. Dạ. Em cứ một bị gói một bún luôn đi. Làm cho khách đi. Không, bị gói ăn ngon đó. Dạ. Dạ mà không lấy tiền không chị luôn á. Chưa đâu lấy về à. Bye bye chị nha. Em lấy lời rất đau đều có. Rất là vui. Chị. Rồi cảm ơn chị ha. Bạn chứ khách ăn xong giận không lấy tiền luôn. Ờ giận luôn. Rồi có rồi con.
số 4 nước này được số 4 không? Hình như số 5 trong nước mà. Số 4 mì gói lại có đây, đâu đây nữa con. Đây nữa này, ở đó một bún một mì gói đó con. Số 5 á. Bún thái dễ ăn nhất. Dạ, chua chua cay cay dễ ăn nha. Mà nếu mình ăn cay thì bỏ thêm nước ớt chua, ăn cay cay chua chua ngọt ngọt. Dạ. Thái dễ ăn. Anh hai một trà đá nha thầy. Một chén hồi bột. Với lại trái cá. Đồ bột với trái cá. Đây là muối cắt sẵn rồi. Rất là xanh luôn. Cái đó là chén thêm hả chị? Ừ. Bao nhiêu tiền chén đó chị? 30k đầy đủ luôn các bạn. Đó, rau cải đầy đủ luôn. Buôn bán vui vẻ cách phái, vừa bán đồ ngon mà còn vui vẻ nữa. Giờ thích thì các bạn đến đây ăn xong chị dọn xuống lấy tiền các bạn. Ờ đúng rồi đó. Lạ đúng rồi đó, chính xác á. Không muốn chặn á, không muốn chơi đâu. Bảy muốn mắm không mượn. Hả? Ờ thứ bảy muốn mắm. Thứ bảy kiếm thì mượn, tiếp mượn kiếm 2 ngày thôi hả? Dành cọc có thứ bảy luôn. Rất rẻ, hết sớm nghỉ sớm. Bữa nay chắc hết sớm á. Dạ. Quá trời khách luôn mà. Còn chưa một cửa hàng cũng hết rồi. Dạ. Đây là chiếc xe Mercedes của chị Mười các bạn. Rất là rộng luôn. Rồi ok, các bạn đã theo dõi cái video này. Cái video này rồi nè.